Xin chào toàn thể mọi người có mặt trong cái khán phòng hôm nay. Tôi tên là Nguyễn, Quang, số ký danh là 108. Và thưa quý vị, bài hát kế tiếp của tôi dự thi là sáng tác của nhạc sĩ Quỳnh Anh vào 1962. Thưa quý vị, bài hát Thuở ấy có em. Thank you.
các vị giám khảo, xin cảm ơn. Thank you so much.